Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Phạm Minh Chính đã xoáy vào vết rách của ông Hồ Đức Phước. Ý đồ gì đây? Vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách, ông Phạm Minh Chính đã xoáy vào vấn đề gai góc nhất hiện nay của Bộ Tài chính. Ông Chính khẳng định rằng vấn đề trái phiếu doanh nghiệp không thể không xử lý. Ông Chính nói rằng vừa qua có xử lý một số hành vi, việc làm không đúng pháp luật liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và tổ chức tín dụng yếu kém. Bởi vấn đề này không thể không xử lý, càng để lâu thì càng ảnh hưởng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đã lên tiếng từ tháng 7. Chỉ đạo cấp bộ là nhiệm vụ và quyền hạn của ông Thủ tướng, sẽ không làm người ta chú ý đến trước đó ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã không nói về vấn đề này. Từ giữa tháng 7, ông Nguyễn Thanh Nghị đã bất ngờ đá lộn sân. Dường như ông Nghị quên rằng ông là Bộ trưởng Bộ Xây dựng chứ không phải là Phó Thủ tướng. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ mới là người có nhiệm vụ quản lý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng, Nhà nước Việt Nam. Việc ông Phạm Minh Chính lên tiếng hùa theo tiếng nói của ông Nguyễn Thanh Nghị cho thấy đây không hẳn là vấn đề ngẫu nhiên. Là người quản lý hết tất cả các bộ trưởng, nếu ông Phạm Minh Chính không bật đèn xanh thì ông Nguyễn Thanh Nghị không thể can thiệp vào vấn đề của bộ khác cho được. Hiện nay, vấn đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang là vấn đề rối như canh hẹ. Khui hay doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cả hai đều dính tội lừa đảo. Điều này cho thấy vấn đề huy động vốn trên thị trường trái phiếu là vết rách của nền kinh tế nói chung và của Bộ Tài chính nói riêng. Những yếu kém của Bộ Tài chính thì đã rõ, vấn đề là có ai dám đào sâu nữa hay không mà thôi. Nếu đào sâu thì chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính của ông Hồ Đức Phước có thể sẽ bị lung lay. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang phụ họa. Việc ông Phạm Minh Chính yêu ái ông Nguyễn Thanh Nghị là không cần phải bàn cãi nữa. Với việc ông Chính cho lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra các dự án bất động sản là một minh chứng rõ nét nhất. Điều đang nói là trong nhóm này có chuyên gia về tài chính, ngân hàng, phụ tá cho Nguyễn Thanh Nghị. Điều này cho thấy nếu dự án có vấn đề liên quan đến tài chính, rất có thể ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ cho xử lý luôn. Quan hệ giữa ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bao lâu nay không ai còn xa lạ gì. Hầu hết những ngày trọng đại của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng đều có mặt ông Phạm Minh Chính, dù cho ông Chính ở bất kỳ cương vị nào. Trước đây, ông Phạm Minh Chính còn là trưởng ban tổ chức trung ương, ông qua lại với ông Nguyễn Tấn Dũng âm thầm hơn. Giờ đây ông là người đứng đầu trong chính phủ, một chân trụ mạnh thứ nhì trong tứ trụ, thì ông Chính đã công khai hơn, và thậm chí công khai nâng đỡ luôn Nguyễn Thanh Nghị. Hồ Đức Phước là một thành viên chính phủ, tuy nhiên ông Phước không phải là người trong nhóm lợi ích Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Phước thuộc nhóm lợi ích của Nghệ An. Tuy là người ngồi ở chính phủ, nhưng ông Hồ Đức Phước lại gần gũi với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho nên khó mà có sự hòa hợp giữa ông Phạm Minh Chính và ông Hồ Đức Phước. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đặc biệt gần gũi với ông Nguyễn Tấn Dũng. Thị trường trái phiếu đã hình thành từ năm 1997, thực sự đến năm 2016 thì mới bùng nổ. Lỗ hổng trên thị trường trái phiếu bắt đầu từ nhiều đời Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây, trong đó có ông Vương Đình Huệ, người từng giữ chức Bộ trưởng của Bộ này. Và trong nhiệm kỳ 2016-2021, ông Vương Đình Huệ chính là Phó Thủ tướng Chính phủ nắm Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Cho nên lỗ hổng thị trường trái phiếu không thể thiếu phần trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ. Không biết ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ xoáy sâu vấn đề này như thế nào? Có lẽ cũng không dễ vì ông Hồ Đức Phước không phải là ông Bộ trưởng yếu thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin ông Phạm Minh Chính đã xoáy vào vết rách của ông Hồ Đức Phước. Ý đồ gì đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liên minh chính nghị ngày càng hiện rõ Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào ghế nào. Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, cánh miền Nam tụ tập rất đông tại Vĩnh Long để dự lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt chính là người đã có công nâng đỡ ông Nguyễn Tấn Dũng vào Trung ương
và lấy được chiếc ghế thủ tướng vào năm 2006. Có thể nói lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Võ Văn Kiệt là một buổi lễ hoành tráng chưa từng có. Trong những người tham dự, người ta thấy có ông Võ Văn Thưởng, ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Văn Nền. Ngoài ra còn có rất nhiều cựu quan chức khác như ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Chiết, ông Lê Hồng Anh và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng như bà Trương Mỹ Hoa, rất đông đủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Trong những người đã về hưu, hầu hết đều không có ảnh hưởng gì đến Trung ương, ngoại trừ ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong các cựu quan chức từng lọt vào tứ trụ, người ta đánh giá chỉ có Nguyễn Tấn Dũng là có con tham vọng làm hồi sinh thế lực miền Nam thông qua việc dốc toàn bộ sức lực cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Không biết ông Dũng có vận động được ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Chiết đã hỗ trợ hay không. Đây là hai bậc bô lão, tuy không còn quyền lực nhưng tiếng nói thì vẫn còn uy lực. Vấn đề là tất cả cùng nhìn về một hướng hay không đây. Vào ngày 18 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã cho ông Lê Văn Thành ký quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản cho các địa phương và doanh nghiệp. Đáng nói là trong tổ này có Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú làm tổ phó và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi làm ủy viên. Đây là hình ảnh lợi thế của ông Nguyễn Thanh Nghị là ông Phạm Minh Chính có quan hệ rất đặc biệt với ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc thành lập tổ này được xem là bước đầu của ông Phạm Minh Chính công khai tin cậy ông Nguyễn Thanh Nghị, và đáng lẽ nó phải giao cho Phó Thủ tướng vì nó là chỉ đạo liên ngành. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính thì lại tín nhiệm một bộ trưởng như ông Nguyễn Thanh Nghị. Có đánh giá cho rằng đây là hành động tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nghị làm quen với công việc của Phó Thủ tướng. Việc làm bộ trưởng mới được Thủ tướng tín nhiệm xem như ông Nguyễn Thanh Nghị có một mối quan hệ vững mạnh. Việc ông Nghị nắm một nhiệm vụ dành cho Phó Thủ tướng cũng dễ gây nên hiện tượng bứt dây đụng rừng. Ông Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm về mảng xây dựng cơ bản. Lẽ ra ông Nghị nên ăn phận thủ thường thì ông lại đá sang lĩnh vực thị trường trái phiếu của doanh nghiệp. Và giờ đây ông Nghị có cơ hội rất lớn để làm cho những bộ trưởng khác phải thất thế. Ông Phạm Minh Chính đang làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhất. Nếu không có gì đột biến thì ông Chính rất có thể sẽ làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Lúc đó ông Nguyễn Thanh Nghị đã bám rễ sâu vào trong chính phủ. Không biết chừng 3 năm sau, ông Nghị lại nhắm vào chiếc ghế của ông Lê Văn Thành để lại. Những ngày qua, cộng đồng mạng đang dấy lên tin dồn rằng ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phải đi chữa bệnh ở nước ngoài. Nếu thông tin này là thật thì cơ hội của ông Nguyễn Thanh Nghị là rất lớn, bởi nếu ông Lê Văn Thành không thể tiếp tục công việc thì người thích hợp nhất để chám vào không ai hơn khác, đó chính là Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, đấy chỉ mới là giả định, còn việc thực tế đúng với lời đồn hay không thì cũng chưa biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị được giao công việc của Phó Thủ tướng. Trong 3 năm tới, ông Nguyễn Thanh Nghị cần phải vào được Bộ Chính trị. Đấy là mục tiêu quan trọng nhất cho ông. Đồng thời, ông cần tìm một chiếc ghế Phó Thủ tướng để tá túc. Chỉ khi nào ông Nghị vào được Bộ Chính trị, thì cánh miền Nam mới có hy vọng trở lại đối trọng của cánh miền Bắc. Còn ông Võ Văn Thưởng, dù có vào tứ trụ thì theo đánh giá của nhiều người, ông Thưởng vẫn khó mà có thể vực dậy được sức mạnh cho cánh ở miền Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng đang xây dựng tương lai cho con trai mình rất bài bản. Và khả năng ông Nghị vào Bộ Chính trị và chiếm chiếc ghế Phó Thủ tướng là hoàn toàn có thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Liên minh chính nghị ngày càng hiện rõ, Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào chiếc ghế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de